Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Chuyện Học Đường. Thưa quý vị, hiện nay thì các bậc phụ huynh khi nhận xét về con em mình hay nói vui một câu đó là những chú gà công nghiệp. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này, cũng như là các bậc phụ huynh, các quý thầy cô phải làm sao để giúp con em học sinh của mình có thể có những cái suy nghĩ độc lập trong cuộc sống cũng như là trong học tập. Đây cũng chính là chủ đề của Chuyện Học Đường kỳ này đề cập đến. Tham gia chương trình, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của tiến sĩ Lê Thị Lan Phương. Chào Thanh Xuân, chào quý vị khán giả. Và để bắt đầu câu chuyện thì xin mời cô Lan Phương cũng như là quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một vài cái ghi nhận về ý kiến của các bậc phụ huynh. Mình thấy là cái việc mà bố mẹ đã cho mình tự lập từ nhỏ thì là sẽ giúp ích rất cho mình rất là nhiều sau này. Sau khi mình đi ra ngoài, mình đi học hoặc là mình đi có cuộc sống riêng chẳng hạn, thì mình nghĩ là cái việc này rất là tốt, cho nên là mình luôn muốn là con cái mình sau này là cũng phải tự lập trong việc mà chăm sóc cơ bản từ bản thân đến những cái việc nhỏ trong gia đình là phải tự làm được. Bây giờ hầu như phụ huynh đó là có kiểu là yêu thương con, ít con quá, thành ra là cứ hay làm dùm con, nghĩ rằng đó là mình thương con, nhưng mà thật ra nếu như mà phụ huynh mà cứ hay làm dùm con rồi thương con mà không cho con làm việc nhà, đặc biệt là việc nhà, thì sau này á, là bé nó sẽ không tự tin, không năng động, không có gọi là trách nhiệm bản thân của mình, và đặc biệt là nếu như mà có sau này bé ra đời hoặc là bé có cuộc sống xa nhà cần phải đi học đại học chẳng hạn, thì bé rất là lúng túng, rồi khó khăn, và nhiều khi là nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề học tập của bé luôn. Nghĩa là nó không tự phục vụ, nghĩa là nấu một gói mì để mình ăn mà còn không biết nấu, cho nên là nghĩa là nó rất là nguy hiểm, cho nên là phụ huynh cần phải thay đổi cái quan điểm đó. Bé trai lớn thì 10 tuổi, phụ bố mẹ chẳng hạn như phơi đồ vào các nhà, chỉ làm được hai việc đó. Làm bố mẹ thì mình nên rèn cho các con của mình là những kỹ năng, những công việc đơn giản để phụ giúp bố mẹ trong gia đình, để khi lớn lên thì ra đời thì đỡ phải khó khăn hơn. Thưa cô Lan Phương, hiện nay thì có rất là nhiều em nhỏ, thậm chí là học sinh cấp 2, cấp 3 vẫn chưa có khả năng tự phục vụ cho mình những cái nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống. Các cháu không biết làm gì cả. Cô có thể lý giải nguyên nhân của tình trạng này không ạ? Có thể là chúng ta thấy được cái điều mà nó rõ nhất, cái nguyên nhân mà nó quan trọng nhất, thiết thực nhất mà gần gũi nhất đối với tất cả chúng ta, những cái gia đình của Việt Nam ấy, là do chúng ta quá yêu thương con mình. Cũng có thể là do từ hồi xưa, cái cuộc sống của chúng ta là từ khó khăn mà lên để xây dựng được cuộc sống như ngày hôm nay, cho nên mình cảm giác như là mình cần phải bù đắp lại cho con, để cho con chỉ việc tập trung vào việc học thôi, không phải làm gì hết. Tất cả những cái khác là để cho bố mẹ lo. Cái việc của con là chỉ việc học thôi, tại vì chỉ có học thì con mới có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Cho nên là chúng ta nghĩ như vậy và chúng ta đã làm những cái mà hành động tương ứng để mà bảo bọc, để mà xây đắp. Cha mẹ luôn luôn nghĩ rằng con còn rất là bé bỏng và con không có khả năng làm được việc nọ việc kia trong nhà. Nhưng mà Xuân thì lại nghĩ cái đó chỉ là một phần thôi. Một phần đó là cái sự ích kỷ của chính người lớn. Chúng ta không dành nhiều thời gian, không có đủ cái sự kiên nhẫn để dạy cho con mình. Khi mà các cháu bắt đầu tiếp cận một cái công việc gì đó và gặp những cái va vấp, cô nghĩ như thế nào ạ? Xuân nói cũng đúng. Khi mà chúng ta biết làm một việc gì đó thì chúng ta phải bắt đầu làm từ những cái kỹ thuật nhỏ, từ những cái bước như là 1, 2, 3, 4 rồi bắt đầu mới làm nên được những cái phức tạp. Thì từ ngay từ khi còn bé, như là các cháu từ lúc 2, 3 tuổi thì thậm chí là các cháu cũng có thể là tự mặc quần áo, tự mang giày dép, tự cột dây giày, tự khoác ba lô, tự đội nón đi học. Nhưng mà khi mà bố mẹ mình nhìn thấy con như vậy á, thì bố mẹ lại nghĩ là mất thời gian quá, thôi làm gì không có đúng đâu, thôi tránh ra đi để mẹ làm cho. Thế là lại cúi xuống cột dây giày cho con. Và chính vì như thế thì làm cho cháu không còn cái khả năng mà tự làm và sửa sai, và sau đó trở thành một kỹ năng của mình. Một đứa trẻ mà được rèn cái khả năng tự lập, độc lập trong suy nghĩ thì sẽ có những cái lợi ích gì cho trẻ ở cái thời điểm hiện tại cũng như là trong tương lai của đứa trẻ đó ạ? Chúng ta có thể thấy là rất là nhiều cái được, phải nói là 100% được, khi mà tạo cho con cái thói quen là tự lập, làm được những cái việc từ khi còn bé. Bởi vì là không phải lúc nào là ba mẹ cũng ở bên cạnh con, đúng không Xuân? Đúng rồi. Cho nên là khi mà không có ba mẹ bên cạnh, không phải lúc nào ba mẹ cũng đút cơm cho con ăn, không phải lúc nào cũng cột dây giày mặc áo cho con ấm. Vậy thì nếu như không có ba mẹ bên cạnh thì mặc nhiên là con đã bị thiếu thốn cái đó rồi. Con bị lạnh thì con cũng vẫn là không có biết để làm cho mình ấm, đúng không? Đói thì không biết làm sao để cho mình có ăn, hoặc là mình gặp những tình huống nguy hiểm mình không biết bảo vệ bản thân mình. Thì vậy rõ ràng là mình những cái mà tước đi cái quyền tự lập của con thì vô hình chung là tạo ra cái sự nguy hiểm cho đứa bé của nhà mình, chứ không phải là tạo ra cái gì được bảo vệ hay được an toàn hay yêu thương cả. Như cô vừa chia sẻ đó, dẫu biết là cái việc mà giúp cho trẻ, dạy cho trẻ cái tính tự lập đó, thì rõ ràng là sẽ rất là tốt cho một đứa trẻ trong quá trình phát triển, nhưng mà với cái tình thương yêu của cha mẹ, chúng ta cứ quen bảo bọc con cái lại. Tuy nhiên thì cái cảm nhận của trẻ như thế nào, rồi các cháu có muốn được thử sức mình để làm việc nhà hay không, hay là tự mình có những cái suy nghĩ độc lập hay không. Xin mời quý vị khán giả cũng như là cô Lan Phương cùng theo dõi một vài cái ý kiến của trẻ mà chương trình ghi nhận được. Con thấy việc bố mẹ tạo điều kiện cho con có thời gian để làm nhiều công việc nhà hơn thì đó cũng là một việc rất là tốt. Bởi vì sau này khi mà con lớn lên và con phải đi ra ngoài tự lập trên cuộc sống của mình, thì lớn lên khi mà con làm những việc đó thì con sẽ ít gặp trở ngại hơn. Con có thích phụ giúp ba mẹ làm việc nhà hay không? Không thích lắm cô. Giờ con đi bằng xe đạp là mình sẽ chủ động về thời gian đi và về, và sẽ đỡ cho ba mẹ phải đưa đón mình vất vả, để có thời gian cho việc khác. Con nói thật rằng con muốn được tự đạp xe đi học hơn. Bởi vì như thế thì con sẽ được chủ động hơn về mặt thời gian. Con có thể đến đi vào những thời gian mà mình muốn, miễn là không quá sớm hay quá trễ. Con có thể ở lại và trò chuyện với các bạn một chút về những việc của ngày mai, và không phải khiến cho bố mẹ phải đứng đợi lâu. Qua những ý kiến của trẻ thì cũng có những cháu cũng không thích làm việc nhà, nhưng có những trẻ thì lại rất mong muốn được phụ giúp ba mẹ, phụ giúp ông bà làm những cái công việc trong gia đình. Vậy thì chúng ta phải làm gì với những cái trường hợp những đứa trẻ không muốn làm việc nhà? Thật ra khi chúng ta mà nói với trẻ là con ơi đi quét nhà giùm mẹ đi, con ơi đi giặt đồ đi, tại sao con không xếp chăn màn chiếu gối, thì những cái câu như là những cái mệnh lệnh đó thì các cháu không bao giờ muốn hết. Nhưng nếu như đưa nó ra là giống như là một thử thách, một trò chơi ấy, thì lúc nào cháu cũng sẵn sàng. Tôi nhớ ngay cả trong gia đình của mình cũng như là các nhà hàng xóm, các cháu ở trong nghiên cứu ấy, thì khi mà các cháu muốn nấu cơm ha, nếu mà mình mà sai ấy, mình nói là con đi nấu cơm cho mẹ đi, thì là không thích. Nhưng mà nếu như mà bạn sẽ nói với cháu ấy, là con ơi làm thế nào để mẹ có thể nấu được cái nồi cơm này nhỉ? Con có biết cái cách nào để nấu được không? Thì vô hình chung nó giống như là một cái trò chơi, một cái thử thách nho nhỏ mà tất cả các đứa bé khi mà các cháu chưa biết gì ấy, thì tất cả mọi thứ nó đều mới, đó là một thế giới mới mà. Cho con làm, cho con sai, cho con nghịch, cho con thử nghiệm và không được quát mắng. Chính những cái đó nó là những cái khích lệ, động viên để cháu có thể yêu thích làm những cái công việc của mình gọi là làm việc nhà đó, là trong gia đình, rồi thậm chí chẳng hạn như ra ngoài xã hội hay là đến trường, thì những cái công việc tương ứng với cái tầm của cháu, cháu mới được khám phá thì cháu sẽ cảm thấy thích thú. Nhưng nếu như lỡ con sai thì ba mẹ hướng dẫn con lại và đồng ý cho con được phép sai như thế, trong cái sự đảm bảo sự an toàn cho trẻ ha. Thì lần sau thì cháu cũng sẽ sẵn sàng để trải nghiệm những cái mới và cháu sẽ hoàn thiện được cái kỹ năng của cháu. Còn nếu như mà ba mẹ mà la thì lần sau chắc chắn con sẽ rất là sợ, và nếu như ba mẹ có kêu làm một lần nữa thì con sẽ từ chối. Bởi vì con không có nhận được cái thành quả là cái sự động viên khích lệ của ba mẹ cũng như người lớn về những gì con đang cố gắng làm. Và nó sẽ tạo ra cái tâm lý là làm việc nhà rất là mệt và rất là chán. Ngược lại thì không được gì lại còn bị mắng. Người lớn, các bậc cha mẹ nên có, đó là cái kỹ năng khen ngợi đó. Tức là chúng ta khen làm sao mà nó không, cái lời khen đó nó phải có giá trị, và để cho con cảm thấy được là những cái hành động con đang làm là được ba mẹ ghi nhận thật sự. Ví dụ chẳng hạn như là khi mà cháu dọn nhà đi, hay là cháu có thể tự cột dây giày, tự đeo cặp đi học, thì ba mẹ sẽ nói là con đang làm rất tốt ha, con tự biết cột dây giày này, con tự biết mang cặp đi học, những cái đó là một cái hành động rất tốt, con tự lập, và mọi người đều rất là đánh giá và khen ngợi con về những cái hành động như vậy. Thì khi mà con thấy là cái hành động này con làm được ba mẹ khen thì con sẽ cảm thấy tự tin. Lòng tự tin đó, xây dựng cho trẻ từ bé rất là quan trọng. Nó không phải là một cái hành vi đơn lẻ, mà khi đã tạo ra được cái sự tự tin trong cái con người của mình thì mình ra ngoài xã hội mình làm bất cứ một thứ gì nó cũng đều có với cái lòng tự tin đó, nó đều mang lại kết quả tốt và tích cực. Có một phụ huynh chia sẻ với chương trình đó rằng là con chị năm nay học cấp 2 rồi và chị cũng muốn cho con của mình, cho cháu tự đi học bằng xe đạp, nhưng mà lại có một cái lý do đưa ra nào là sợ nguy hiểm cho cháu này, rồi nếu như mà đi bằng xe đạp thì cái tính ham chơi nó sẽ khiến cho cháu không về nhà đúng giờ. Thế là chị cứ làm con ong cần mẫn đưa con đi học ngày ngày 4 buổi như vậy đó. Vậy thì với những cái trường hợp mà phụ huynh có cái thái độ lo sợ cái kiểu như vậy á, thì cô cho một cái lời khuyên làm sao để mà các bậc phụ huynh ấy có thể vừa giúp con tự lập nhưng mà vừa trấn an được cái nỗi lo lắng ở trong lòng? Cái này thì có lẽ là chúng ta chỉ có thể giúp một chút thôi với những cái bậc phụ huynh như vậy, và cũng như là cái truyền thống văn hóa của mình rồi, rất là yêu con. Và thật sự là cái xã hội của mình nó cũng không được an toàn cho lắm, chính vì những cái người ta đã thấy cho đến thời điểm này cho người ta không tin là nếu như để cho con ra ngoài như vậy, đó là tự lập đó, thì sẽ đảm bảo là con được an toàn. Nó cũng đúng, nhưng nếu như không cho con cơ hội á, thì giống như là mình đã tước đi cái quyền để con có thể tự mình làm, chứng minh được cái khả năng của mình, để cho mình tự tin hơn, hoàn thiện các kỹ năng trong xã hội. Và bên cạnh đó thì cũng giúp cho ba mẹ, tức là những người lớn đó, đỡ vất vả hơn. Tại vì nếu mà mình cứ bao bọc như vậy á, thì tự mình làm mình lo thêm, rồi tự mình làm cho mình vất vả thêm, chứ nó không có đỡ gì cả. Và bên cạnh đó thì con mình lại không có thêm một cái kỹ năng nào hết. Thì thông qua chương trình này, với những cái gì mà chúng ta vừa trao đổi với nhau, thì tôi hy vọng là các bậc phụ huynh sẽ nghe được những cái chia sẻ đó để nhận ra được là liệu chúng ta có nên tiếp tục bảo bọc con như vậy nữa hay không. Và song sau đó là các cô cậu mà không biết nấu ăn hay là không biết rửa chén, thậm chí ngủ dậy thì cũng không có biết là phải xếp chăn màn chiếu gối hay là thu gom đồ dơ để đi đem đi giặt, thì ba mẹ quay sang mắng con, có đúng không? Đúng rồi. Nó là tại sao đến lớn đến tuổi này rồi mà con chưa làm được, tại sao con không phụ giúp ba mẹ, tại sao con lại như thế? Nhưng đáng lý ra là không nên hỏi con như vậy, tại vì từ hồi bé là ba mẹ đã cho con những cái thói quen như vậy rồi, thì đến hôm nay nó chỉ là kết quả của những cái hành động mình đã làm trong quá khứ thôi, chứ nó không có gì là ngạc nhiên để phải hỏi như vậy. Cô có thể phân tích sâu hơn một chút nữa, ngoài những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy trước mắt đó, thì cái hậu quả của cái việc thiếu kỹ năng á, sẽ dẫn đến cho những cái công dân sau này của chúng ta điều gì ạ? Tôi sẽ chia sẻ với Xuân một chút là những cái đất nước tiên tiến, ví dụ chẳng hạn như là Singapore hay là ở Anh, Mỹ, Úc, thì bây giờ người ta có những cái chương trình cho học sinh là dạy kỹ năng. Và những cái kỹ năng đó là gì Xuân biết không? Làm cá, chặt cá, nhặt rau, nấu cơm, bơm bánh xe, vá bánh xe. Đó, tất nhiên là cái kỹ năng nhỏ nhỏ và đáng lý ra từ bé đã phải làm rồi đó, thì cho nên là không làm, cho nên bây giờ phải đi học lại. Vậy thì cái mà trả lời cho câu hỏi của Xuân là công dân tương lai của chúng ta, thậm chí sau này rất bao nhiêu năm nữa, mấy trăm năm nữa, có tiến bộ hơn nữa, thì kết quả là như thế nào? Là những cái kỹ năng đó nó không có. Và cuối cùng thì người ta vẫn phải nhận ra một điều là cho dù tri thức nó có nhiều và có tiến bộ đến như thế nào đi chăng nữa, thì những cái kỹ năng trong cuộc sống là vô cùng quan trọng. Bởi vì thiếu đi kỹ năng thì mình cũng không biết sử dụng kiến thức vào để làm gì. Các cháu phải thấy được là ngay từ bây giờ, nếu như mình đã nhận được những cái vấn đề như vậy, thì hãy bắt đầu để cho con tự lập từ những cái nhỏ nhặt nhất đi ha, để cho sau này con nó không thiếu những cái kỹ năng đó, để mà ra ngoài cuộc sống nó được, nghĩa là được sống một cách đúng nghĩa. Xin cảm ơn những chia sẻ của cô Lan Phương. Thưa quý vị, rõ ràng là những cái kiến thức, những cái kỹ năng mềm trong cuộc sống là những điều hết sức là cần thiết đối với mỗi đứa trẻ, cũng như là mỗi cái cá nhân trong cuộc sống sau này. Thiết nghĩ rằng các bậc phụ huynh cũng không nên quá lo lắng, sợ hãi, hay là vì cái tình yêu thương mà bảo bọc con một cách thái quá, vô tình làm cho con mất đi cái cơ hội để thử sức mình, mất đi cái cơ hội để vấp ngã. Bởi vì có vấp ngã thì sau đó mỗi người chúng ta mới có thể trưởng thành hơn được. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin tạm khép lại. Một lần nữa xin cảm ơn cô Lan Phương đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Ông bà ta thì có một câu đó là nóng giận thì mất khôn. Cơ chế phòng vệ của tâm lý cũng thế. Khi mà nó cảm thấy bất ổn về mặt tâm lý thì con người lập tức sẽ có những cái phản ứng ngay lập tức.